Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay là 100 ngày ra mắt tiểu yêu tầm đạo anh em ạ. Không biết là thành quả của anh em như thế nào. Mình thì chưa chơi được 100 ngày ở con ác này đâu. Mới chơi được có 60 mấy ngày ấy. Thì cũng lên được gần 7 ức. Nhìn chung là cũng hơi khoai đấy anh em ạ. Mà hôm nay cũng hơi bận tí. À, với cả là hôm nay đúng tròn 100 ngày. Có luôn một cái code anh em ạ. Nhưng mà code này nó kiểu code sự kiện nên phải tham gia, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy code này nha. Đâu rồi, code đây. Thì đây, đầu tiên là anh em phải truy cập vào trong group cơ. Mà không, tí nữa mình sẽ để luôn cái đường link này nhỉ. Anh em nào mà không có trong group không, để mình copy đường link này mình dán trong phần bình luận cho anh em đỡ phải vào trong group vậy mất việc. Hoặc là anh em thể vào group được, ở đây cập nhật thêm, tùy anh em nhé. Thôi tí nữa mình cứ để đường link đấy, anh em nào ấn thì ấn, muốn vào group thì vào. Rồi, ở đây là cái gì đây? Kỷ niệm game ra mắt 100 ngày bên nhau. Đầu tiên là comment kỷ niệm đáng nhớ nhất với tiểu yêu tầm đạo của đạo hữu dưới post này, kèm tag 3 người bạn. Oh man, đủ khó thế. Thôi, đà quả kỷ niệm là nạp tiền bị vợ phát hiện. Ok, tặng 3 người bạn, mình chả biết bạn nào luôn. Thề với anh em luôn, đây là con ác clone của mình tạo ra để dùng đi làm những cái sự kiện kiểu như thế này. Thành ra là không biết bạn nào, cứ vào kết bạn thôi. À, anh em có gì được tác thì thông cảm nhé. Nạp tiền bị vợ phát hiện. Ok, giờ là mình sẽ comment. Lâu thế. Ok à? Đấy, xong rồi. Tiếp theo là thả tim và điền thông tin nhận code. Thả tim rồi. Điền thông tin nhận code, ấn một cái đường link này. Tự động lưu câu trả lời của bạn kỷ niệm 100 ngày bên nhau. Tên Facebook này, lại tiếp tục là tên Facebook. Ok luôn, tên Facebook của mình là gì nhỉ? Nick clone của mình là gì nhỉ? Pilu. Link Facebook đây, mình copy cái đường link Facebook cá nhân của mình nhé anh em. Đây này, anh em chỉ cần ấn vào trong cái phần cá nhân. Anh em lưu ý là copy cái comment của anh em trước đi nhá. Bởi vì ở cái form bên này nó sẽ cần lại tiếp tục kỷ niệm chơi game nên là nhớ là gì. Đấy, nói chung là mình phải làm đúng thì sau đấy nó mới nhận quà dễ được anh em ạ. Sao anh em tích vào cái ô mà nó có chữ email sao sao nhá. Anh em ấn gửi phát. Thế là sao? Đơn giản nhỉ. Còn trong trường hợp mà anh em quên mất chưa kịp copy ấy mà đã làm rồi thì đây nha, anh em ấn vào trong phần bình luận này. Đấy, sau anh em có phần mũi tên anh em chọn vào gần đây nhất ạ. Thế anh em xem lại cái bình luận của anh em nhá. Ok chưa? Chả biết code có ngon không nhưng mà cứ có sự kiện thế nghĩ là cũng được tí đào ấy anh em ạ. Tí rau tí bún. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều sự kiện như là gift code mới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.